ta có 3 điểm tính cho Philip. Còn với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đang có một suất ném 3 khá thấp, chỉ là 22% mà thôi. Lại tiếp tục là một tình huống ném xa. Vừa rồi là pha long thủ không có điểm, vẫn có rebound được. Phản ánh sự cách xa của các nước về việc đầu tư của chúng ta. Rebound cho Philippines. Chuyển vào giữa Bradinho, một pha cắt thủ tốt và có cho Trương Thảo Vy. Đột thẳng vào, kích ra ngoài, một ném xa đến từ Anna. Lại có 3 điểm cho mình. Chuyển ra ngoài có khoảng không, thì một ném xa. Không có điểm cho pha ném xa vừa rồi của số 18, quyết định tốn. Người ta vẫn đang cố gắng lên điểm. Chỉ đáng tiếc rằng là cách biệt đang là quá lớn thôi, chúng ta đã vượt rất xa. Chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại tình huống trận đấu, sẽ là bóng phát biên cho Philippines mà thôi. Claire Castro lại một pha nhảy ném giữa bảng, quay người thả rổ không có điểm, lại là chuyền ra ngoài có khoảng không, quyết định ném xa. 3 điểm tính cho điểm của đội giảm và giữ lại bóng mà thôi. Giờ bắt đầu có những cái bắt tay thân thiện đến từ cả hai đội rồi. Chờ tiếng gọi của trọng tài thôi.